Đó, cô chú anh chị sáng á, là chạy xe là bị quẹt xe rồi đó. Et on fait on marche à l'assurance. Dương xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Rơ Đầu Cuộc Sống Pháp. Thì trên đường đưa bọn nhỏ đi học với đi làm đó cô chú anh chị, mà trời mưa đường trơn, nó xã Dương chạy chỉ có 46 km/h thôi, nhưng mà cái cô này thì cổ đi làm gấp và sao mà cổ chạy rất là nhanh luôn, cho nên là quẹt khiến xe của Dương thì bể rồi. Đó, cho nên hay là tử tế á, thì họ ngừng lại, nhưng cô chú anh chị có người họ quẹt rồi xong họ chạy luôn á, thì cô này cổ ngừng lại. Bây giờ thì Dung với ông xã Dung hẹn để mà liên hệ bảo hiểm hai bên nặng thai cái cửa xe, cái kiến xe của Dung á. Trời đang mưa đó cô chú anh chị ơi, đây là cái thời tiết buổi sáng ở Pháp đó. Et on va vous lire en coupe. On va rouler ou pas? Où est le verre? Tout cassé? Il est là, il est là. Oh putain, t'es sur les doigts, chérie. T'es sur les doigts, chérie. Voilà, cô chú anh chị ơi. Quẹt cái là bể tăng tành luôn rồi đó. Đây là một buổi sáng bận rộn của gia đình Dung với cô chú anh chị. Bây giờ đưa các con vào trong trường xong rồi mình sẽ đi qua tiệm sửa xe rồi đi chợ nữa. Bây giờ thì xe vẫn chạy được cô chú anh chị, chỉ có lùi xe thì hơi khó thôi. Wow, c'est le Dung với xã Dung ghé chợ đi mua húng lủi, mua ngò rí rồi này kia đó cô chú anh chị, mua rau. Thì Dung thấy là đây là rau chân vịt, hay gọi là cải bắp xôi đó cô chú anh chị, tốt ghê luôn á. Ở đây thì người ta bán cho mình là 5 đồng 3 rổ như vậy đó, cũng rẻ đó cô chú anh chị ơi, nhưng mà Dung mua thì phải nhiều đông đông á, chứ một nhà Dung thì ăn không có hết. Ở bình hợp là mình mua 2 bó thì là 3 đồng 2 bó. Ngò rí nè cô chú anh chị, ngò rí tốt ghê luôn á nha. Ôi, bó nè, ông bó to đùng luôn á. Dung mua ngò rí, mua húng lủi rồi này kia, Dung mua ở mấy chợ hồi nè cô chú anh chị, thì nó rẻ lắm, có 60 sen một cái bó như vậy thôi. Chợ thì sáng sớm thì chưa có đông người ta cô chú anh chị, trưa trưa kìa mới đông lắm, tại vì đi mà cuối giờ, đi tầm 12 giờ, 21 giờ lúc đó là rau củ rồi này kia đó, là nhiều khi người ta bán hạ giá đó, nó rẻ hơn, cho nên là người ta đi chợ trễ lắm. Ở đây Dung thấy có cái mận tím nè, lạ lạ ghê luôn. Đây là dưa dưa leo đó cô chú anh chị, Dung mua dưa leo. Tên là Pani con com mà. Pani con com mà chú có mua lý lông? 1 mètre, 2 euro les deux. Et 1 euro la pièce. Một đồng một trái đó cô chú anh chị, là khoảng 25 nghìn. À, đây là nho. À, nho lúc này cũng sắp cuối mùa đó cô chú anh chị, vỏ của nó dày lắm. Quýt là tốt cả là tới một quýt với một cam. Quýt thì 2,5 đồng một ký. À, đây là pom nè, Dung rất là thích cái pom này, Fuji này nè. Nó ngọt lắm luôn. Dung mua cho mẹ Dung gần 3 ký hạt dẻ đó cô chú anh chị, mua cho mẹ sách vẹn cho biết thôi, tại cái đợt Dung mua là hạt nó to lắm đó, kiểu như mới nhặt đó cô chú anh chị, to lắm. Còn cái này là khác nha, nó không có cùng cái đợt đâu, mà to lắm mà mẹ hứa chưa không ăn được cô chú anh chị ơi. Sách về mẹ nói nặng ký lô mà ủi gì đâu luôn á, nên ra luôn bán vốn mọi nhà đó. Cắt cho cô chú anh chị xem, cắt mà trái mà nhỏ nhỏ thì còn không mấy, là trái bự là hư á, thấy không? Đó, nói là không chói được mà. C'est ça oui. Hein?
Nhưng mà mấy cái anh bán ở chợ này vui lắm cô chú anh chị. Tại vì Dung nói vậy thôi chứ không phải là bắt đền ông xã Dung ghẹo đó. Ấy mà anh nói bù tiền vui, cái này mình đi chợ ở đây dễ lắm đó, mình trả giá hay là mình ăn thử hay là sao cũng được hết trơn á. Nói chung có bữa mà Dung đi chợ Dung quên mang tiền mà Dung mua thiếu đó. Đi mua thiếu qua rồi cái xong rồi, tại vì chợ hợp là thứ năm với thứ hai ở làng cái bên đó cô chú anh chị, xong rồi cái mình thứ năm không đi được, nó không mang tiền thì chủ nhật mang tiền ra trả. Lần đầu tiên Dung ha nghe kiwi đỏ nha cô chú anh chị, chưa ăn bao giờ, bữa nào mua ăn thử. Ôi lụ nhiều quá trời to luôn mà họ bẻ cho mình ăn thử đó cô chú anh chị, ngọt ngon lắm, nên ông xã Dung nói mua về cho tụi nhỏ ăn. Tu le vois le kiwi rouge Fosen? Là-bas c'est le kiwi rouge. Lụ thì 2kg 4 đồng, nếu mà mình lấy hơn thì tính tiền khác nha cô chú anh chị đó. Je fais des confitures de concombre. Confitures de concombre. Bây giờ Dung với ông xã Dung ghé lại tìm xe Peugeot để cho người ta làm coi cái kiến xe của mình bao nhiêu tiền, người ta cho mình cái giá đó cô chú anh chị, để xem cái giấy tờ gì mình cần thiết để mình hỏi bảo hiểm. Bây giờ cái cô này thì cổ kiểm tra xem là có phải cần thiết phải thay toàn bộ không. Bây giờ là phải thay luôn nguyên cái kiến đó cô chú anh chị. Bảo hiểm của mình thì nói là họ sẽ liên hệ với bảo hiểm bên kia, tại vì Dung có chụp cái biển số xe gửi qua đó. Ông xã Dung chơi thân với cái ông làm bảo hiểm đó cô chú anh chị, nên là ông làm giấy tờ hết cho mình luôn. Vợ chồng mình mù về giấy tờ lắm cho nên là làm luôn cho Dung. Sáng lô bu của cô chú anh chị hôm qua còn mấy miếng thịt quay đó, với lại một chút thịt kho thì Dung dồn lại luôn, nhưng kho cải chua. Cái này Dung cho miếng nước tương nha cô chú anh chị, nước tương, miếng xíu đường, tỏi ớt, rồi tí xíu dầu màu điều. Dung gỡ vô, Dung khèo lại cái nước dừa mình đổ vô mình kho với lại dưa cải. Đây là có bữa trưa rồi đó cô chú anh chị, chấm với rau. Xin chào bà cô chú. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trưa với vợ chồng Dung nhé. Hôm nay không có tụi nhỏ đâu cô chú anh chị ơi. Sáng thì Dung đi chợ, sáng thì bị quẹt xe, sáng rồi đi bảo hiểm hỏi vô cái chỗ sửa xe đó cô chú anh chị, hỏi người ta giá tiền rồi này kia, hỏi và sửa, nhưng mà hồi mình đợi giấy bên bảo hiểm chắc cũng 300-400 gì nữa đó. Công viên vui lờ với thôi giờ thôi cách xong rồi không elle va đi non c'est pas non on attend la chance c'est ça cái đi về cô chú anh chị. J'espère bien parce que hôm qua là có c'est quoi j'espère ça vient vous contrôler vous trouvez ah oui. Hôm qua còn cái dưa cải, cái gì thịt quay đó đúng không chị? Quay. Pourquoi ce pique ça? Ça pique un peu. C'est une salade. C'est parce que si tu veux pas manger, tu manges pas. Tu peux donner le goût, c'est tout. Còn thịt bà quay đó cô chú anh chị, nên mang về cho Dung kho lại với dưa cải. Dưa cải ông xã Dung mới ăn rồi. Mà cái dưa cải này á, dưa cải này dở lắm cô chú anh chị, nó cay mà điều nó mặn lắm. Mà điều nó nó không có giòn. Dung kho lại với nước dừa đó cô chú anh chị, ngon ghê. Ok, y a pas trop de sauce là ça va. Y a la sauce la chérie. Je suis pas fort. Y a la sauce là, voyez? Comment y a pas la sauce? Y a sauce là. Một tô nước như vậy nè mà cô chú anh chị mà ông nó không có nước á. Má là cái đường riêng phương. Thịt kho mà ăn không sao ăn nổi trời.
Canh du gà cua, c'est bon ça. Le. Ouais. Ben le cuillère. Je vais chercher le cuillère. Non, c'est bon, c'est bon. Sáng Dung đi chợ, Dung mua lựu nè cô chú anh chị. Trời ơi, lựu này cái trái lựu của trời lỗ đầu luôn. Xem mặt tết rồi. Xem mặt tết rồi. Ông xã Dung nói ra như cái đầu của Louis vậy đó. À, lựu là 2 đồng 1 ký. 50 ngàn 1 ký đó cô chú anh chị. Dung mua 3 trái đó là 5 đồng. Công nhận cái thịt quay kho lại ngon ghê luôn á chú nhỉ. Nó thơm. Combien est fait pris l'assurance pour la voiture, si tout complet. 550. 550. Bỏ ăn. Mình đóng bảo hiểm xe của chú anh chị, Dung đóng bảo hiểm là toàn luôn. Như giống như mình ghe, mình lỡ mình quẹt người ta thì mình bảo hiểm mình đền, còn mà người ta quẹt mình thì bảo hiểm người ta cũng đền đó. Thì 500, hơn 500 euro một năm là hơn 13 triệu năm đó của chú anh chị. Sụn giòn quá. Je vous dis, on va faire la nuit. Quoi? C'est ce qu'il faut pour s'abriter, là, s'abriter midi, s'abriter le soir. Ông xã Dung hỏi là em trữ đồ cho ngày thứ bảy chưa? Thứ bảy thì Dung có tiệc trưa, tiệc tối luôn cô chú anh chị ơi. Đông lắm, tối thì đông hơn, mà buổi trưa thì có 20 khách. Còn buổi tối thì 20 thêm khách giảng lai nữa. Nên là tối là kiểu như cũng gấp đôi á. Cho nên là ông xã Dung hỏi Dung trữ đồ đầy đủ hết chưa? Mais l'usine à campagne aussi, comment se foutent les gens dehors en trois. Ở dưới quê á, tôi vậy đi làm công nghiệp á. Làm bờ 50 tuổi là cho nghỉ hết rồi. Mà cỡ tuổi mẹ Dung nó là 60 rồi là đâu có kiếm được việc đâu chứ chị. Đâu có đi làm của công nghiệp đâu, làm tập vụ còn không nhận nữa. Mà bây giờ ở dưới quê đâu có việc làm đâu chứ chị. Trẻ trẻ thì làm khu công nghiệp, nay làm mai nghỉ, đó có hàng thì làm, có hàng thì ở nhà đợi, nếu nào là đi có hàng thì họ kêu lên làm, mà mấy ngày mình đợi ở nhà đâu có trả tiền lương đâu. Nhỏ như quê biết sống làm sao, mình nói đi ăn chiên à? Chiên 200 000 là đồng, vous faites des courses, vous pouvez acheter quoi? Acheter un sac de... Green? Non, le lessive, du riz en monté, et du sucre, et du glutamate, et une bouteille de thym, voilà, 200 000 là d'ombre. Ça va, hein? Ça fait combien, 200 000? Ah, ça fait 8 euros, voilà. Ouais, mais ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. 200 000 d'ombre là-bas, c'est un jour de travail. Hein. Dung mua hạt dẻ cho mẹ Dung sắp về Việt Nam ăn thử, chú anh chị bên Việt Nam có nhưng mà mình đâu có biết đâu. Đó là tại vì mẹ thấy ngon quá, một bự bự không à, thấy mê lắm chú anh chị. Tại vì người ta mới nhặt á, xong cái mua về á, mùi hộp hư hết 8 hộp rồi. Đó, xong cái mình đi ra mình bán vốn ông mà chợ là sáng mình ghẹo ổng á, đó là tôi mua hạt dẻ chỗ ông về tôi làm quà tôi biếu mà hứa trơn không ăn được. Ổng cãi với mình tới hồi ổng cắt ra hai hộp hư đủ hai. Bậy bạ cái đồ dư lại cũng còn cũng xong bữa cơm rồi chứ anh chị ơi. Cô chú anh chị vợ ổng qua mặt cho nên là ổng không dám ăn nữa. Tạm biệt các bạn cô chú. Au revoir. Bonne journée.
Mon frère ne veut pas que je mange. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian ăn cơm trưa cùng với gia đình Dung. Bữa nay sáng ra là khởi đầu không mới vui vẻ vậy cô chú anh chị ơi. Cái hy vọng là buổi chiều suôn sẻ. Thì Dung tạm biệt cô chú anh chị và các bạn và chúc cho cô chú anh chị và các bạn có buổi chiều vui vẻ bên gia đình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.